Cúng giọt nước là một trong những nghi lễ quan trọng của người Yarai, được tổ chức với mục đích cầu mong thần nước phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong làng đều tươi tốt và cầu cho dân làng có sức khỏe dồi dào, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mới đây, trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Văn hóa Du lịch thành phố Pleiku năm 2023, đoàn nghệ nhân làng Trade 2 phường Thắng Lợi đã tái hiện lễ cúng giọt nước tại nhà rông làng ớt phường Hoa Lư. Trước khi tiến hành lễ cúng, Dạ A tổ chức họp bà con dân làng để chuẩn bị các lễ vật, sửa soạn và trang trí giọt nước. Lễ vật gồm một con gà nướng cùng gan gà, tiết gà sống và một ghe rượu. Người Yarai quan niệm, máu là phương tiện truyền dẫn sự sống, nên Dạ A đã lấy máu và gan của con vật hiến tế đặt quanh tai ghẹ. Sau khi nguồn nước được rót vào ghẹ rượu, Dạ A đọc lời khấn cầu, mong các vị thần suối phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, có cuộc sống ấm no, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong làng đều tươi tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Mong vàng ban cho dân làng nguồn nước trong mát tràn trề quanh năm. Kết thúc lời khấn, Dạ A uống can rượu đầu tiên, rồi đến dân làng lần lượt truyền tay nhau cần rượu. Sau lễ cúng, các cô gái trong làng dùng bầu hứng dòng nước mát từ giọt mang về làng. Người dân cũng lấy nước tại giọt để rửa mặt, tay chân, tạt nước vào người nhau với ý niệm hứng lấy sự may mắn của dạng ban cho. Theo ông bà cha mẹ hồi xưa, là trong vòng tháng 3, tháng 4, nước là nó khô hết. Điều là kêu anh em trong làng, đồng bào đi sửa chữa cái giọt nước đó. Mình có giang, giang chỉ này, giang già này, giang chỉ hay cùng núi hay cùng đó, để có nước nhiều. Kêu là ông trời đó, ông là dạ phôm, lăng ra ở đây lăng cùng, chẳng để nó cho mua nhiều, tại cái ruộng, tại cái giọt nước đó, để đồng bào có nước uống, có nước tắm. Là thế hệ trẻ của làng Chuết, tôi rất là vui với lại vinh dự tham gia phục dựng lễ hội cúng giọt nước. Bản thân tôi rất là vui vì muốn quảng bá một phần lễ hội của người đồng bào Yarai đến với các du khách biết là người đồng bào Yarai chúng tôi cũng có những cái lễ hội rất là độc đáo như là cúng giọt nước như này. Tiếng cồng chiêng nổi lên, dân làng Chuết Hai phấn khởi nắm tay nhau cùng múa điệu xoan uyển chuyển, gương mặt ai cũng rạng rỡ, phấn khởi mừng nước về và không quên trao nhau những lời chúc may mắn tốt đẹp. Trong không gian mang đậm sắc màu văn hóa Tây Nguyên ấy, nhiều du khách có mặt tại lễ phục dựng cũng ngồi xuống vít cong cần rượu, hòa chung niềm vui với dân làng. Tôi là người ở Gia Lai nhưng mà tôi xa quê hương được 20 năm và tôi quay lại và tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi cảm thấy rằng là cái văn hóa cũng như là cái truyền thống của người dân tộc đó, giữ được cái nét văn hóa đến như thế này á, là rất là tốt. Cái cách biểu diễn của những người đồng bào á, làm cho mình có được cái cảm xúc là như mình là quay trở về cái quê hương của mình. Mình hy vọng là những cái du khách ở khắp nơi trên thế giới cũng như Việt Nam và những nơi khác có thể quay về Gia Lai mình để có thể tận hưởng được những cái gọi là những cái nét văn hóa truyền thống mà không nơi nào có cả. Giọt nước là biểu tượng văn hóa độc đáo gắn với đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của đồng bào dân tộc Yarai ở Tây Nguyên nói chung, làng Chuết Hai phường Thắng Lợi nói riêng. Vì vậy, việc phục dựng lễ cúng giọt nước trong các hoạt động văn hóa du lịch không chỉ góp phần khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Yarai bản địa, mà còn giúp quảng bá, thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của thành phố phát triển hơn nữa trong tương lai.